Xin chào tất cả quý anh chị, chúng ta đã quay trở lại với dự án Vero Savat và trên tay tắng đây chính là đùm chìa khóa tất cả những căn mà chủ nhà có gửi bán lại ở tại dự án Verosa. Trường hợp các anh chị đang tìm hiểu cho mình một sản phẩm mua ở hay là mua để đầu tư, pháp lý đầy đủ an toàn, nằm ở vị trí đẹp thì chắc chắn dự án Verosa Bắc là một trong những dự án rất đáng để cân nhắc ở tại thời điểm này. Dự án của chúng ta đã triển khai từ năm 2020 và hiện nay đã bàn giao nhà, đã có sổ và có rất là nhiều thông tin tích cực ở tại dự án này trong thời gian sắp tới. Ví dụ như là Khang Điền đang bán dự án được Class A. Tiếp theo đó chính là dự án Forest Star nằm ở khu vực quận 2, phường Bình Trưng Đông. Và dự án được Global City triển khai khu căn hộ cao cấp ở giai đoạn đầu tiên. Và với dự án Verosa Bắc hiện nay đang có mức giá khá là tốt, những căn ngang 5 và 15, ngang 6 và 17, xây 1 trệt 2 lầu hay là 1 trệt 3 lầu, và những căn biệt thự song lập, biệt thự đơn lập ở tại dự án Verosa Bắc đang có mức giá từ 13 tỷ cho đến 17 tỷ một căn thôi. Bàn giao hoàn thiện bên ngoài với lớp đá hoa cương ở phía bên ngoài các căn nhà của các anh chị. Bên cạnh đó, lớp đá hoa cương ở hai bên lề đường, đường rộng từ 12 cho đến 20 mét, rất là đẹp, đầy đủ tiện ích, an ninh 24/7, được quản lý bởi Savo, là được quý vị quản lý rất là cao cấp hiện nay ở tại thị trường bất động sản Việt Nam. Và những gì chúng ta đang quan tâm những sản phẩm mua ở đầu tư, liên hệ đến số hotline của Tấn. Tấn hỗ trợ đưa đón các anh chị chúng ta đi tham quan miễn phí, hỗ trợ tư vấn đầy đủ thông tin. Trường hợp các anh chị chúng ta cảm thấy phù hợp thì chúng ta mới mua, trường hợp mà chưa phù hợp thì các anh chị chúng ta lại tiếp tục theo dõi cũng như tìm hiểu một cái dự án khác. Chính vì như vậy, các anh chị chúng ta an tâm khi mà làm việc với Tấn. Tấn sẽ hỗ trợ tất cả các anh chị chúng ta tốt nhất có thể nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả các anh chị chúng ta sẽ sớm chọn cho mình những sản phẩm bất động sản ưng ý, mua để ở cũng như mua để đầu tư. Tôi là Thành Tấn, nhà tư vấn bất động sản chuyên nghiệp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.